Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với channel Win Channel của Tạc Chính Vi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Thì tôi đang có mặt tại link của một cái web vua hệ tặc Trung Quốc nha anh em. Đây là cái web ACHZW. Web này thì hồi trước mình cũng đã có làm rất nhiều clip, nhưng mà hôm nay thì nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình không biết có đặc biệt thiệt hay không thì mình chưa biết. Rồi ok, anh em đợi mình xíu để mình chỉnh lại khung hình đó. Ok, rồi thì nói chung thì cái web này lúc trước mình cũng có làm rồi, nhưng mà dạo gần đây thì anh em nói với mình là ưu đãi rất là nhiều và rất là nhiều sự đặc biệt mới, cho nên hôm nay mình quyết định là quay trở lại để thực hiện một clip xem sao. Đợt trước thì mình có làm nhưng mà lúc đó thì do bị bảo trì cho nên là không truy cập được, khá là đen. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại và đây là trang chủ của nó. Thì mình hướng dẫn luôn cho những anh em nào chưa biết, thì cái chỗ này sẽ là chỗ đăng nhập, còn ở bên đây sẽ là đăng ký, cho nên mới vô anh em sẽ đăng ký ở bên đây nha anh em. Đây, đăng ký xong thì bạn sẽ đăng nhập ở bên đây. Nói chung là chỗ này là đăng nhập bên trái, đến từ trái sang thì sẽ đăng nhập, sau đó là bên ngoài cùng bên phải thì đăng ký đó. Ngoài ra thì bạn có thể dùng hai nút dưới này nữa, thấy hai nút ở trên này với hai nút dưới này dư nhau nha. Rồi ok, mình thì mình đã đăng ký sẵn rồi, cho nên bây giờ sẽ truy cập vào luôn. Đấy, mình sẽ chọn nhân vật là xã thủ đi, đặt đại một cái tên nào đó nó hay hay một chút. Này không có cho lắc xí ngầu luôn à. Ồ, có người đặt rồi, đẹp, đặt đại nha, đỡ mất thời gian. Ok, hình nền của nó thì rất là nhiều người, bao gồm băng mũ rơm, rồi xe tóc đỏ, rồi VV, thằng Kobe cũng có luôn nè, rồi tất cả ai với cô Nick. Đấy, rất là nhiều người luôn anh em, hình thì khá là thú vị, những cái hình khá là thú vị luôn. Robin nhờ cho nhìn già hả trời, sao leo dịch vật Robin già vãi luôn. Ok, âm nhạc nổi lên nè. Ok, như thường lệ thì gửi lời chúc đến em một ngày vui vẻ, và xem clip mình thì để lại một like, một subscribe đăng ký kênh, cũng như là những cái quảng cáo thì em nhớ cứ ủng hộ cho mình nha. Đó là tinh thần và động lực của những cái mì hảo hảo thơm ngon của mình. Ok, tâm sự cho anh em luôn về một chuyện buồn của mình, thì hiện tại mình vừa mới bị gãy một cái răng khá là đen. Ây da, giờ đang còn đau anh em, mới bị gãy cái răng anh em à. Bây giờ là mình mà cười một cái là chắc anh em sẽ thấy được bên trong của cái miệng của mình luôn, khá là ghê. Rồi quay lại với vấn đề chính, thì hiện tại những cái ưu đãi của nó thì mình sẽ kể chi tiết cho anh em xem. Đầu tiên là về berry, chúng ta sẽ được là 2 tỷ berry anh em, được 2 tỷ berry. Chiến tích thì sẽ được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 150 triệu chiến tích. Vàng thì sẽ được là 1 tỷ vàng luôn, 1 tỷ vàng nha anh em, 1 tỷ vàng. Còn về danh vọng thì chỉ được có 5 triệu thôi. Đó, lực hoạt động thì chúng ta sẽ được con số là 100.000, 100.000 lực hoạt động, đánh tới già luôn. Và không chắc tới già rồi đây, đánh xíu hết rồi. Ok, đau quá đi rồi, nói là đau. Rồi những ưu đãi khác nữa thì bao gồm là danh vọng, berry, chiến tích và vàng thì mình đã kể trên. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái ưu đãi nữa ở chỗ này, các bạn sẽ nhấp vào chỗ này, đây là cái hộp để chúng ta nhận boss quà đó anh em, boss quà. Đấy, nhấp vào nha, đó, được ưu đãi một hộp đầu tiên. Cái hộp đầu tiên này thì giúp cho các bạn có được một cái túi này, túi tiếng tiếu này chúng ta sẽ được danh vọng, được cái chiến tích cho đẹp. Cái chiến tích trong cái web game này thì cái cần nhất chính là chiến tích. Cái chiến tích thì giúp cho chúng ta quay vào đào vàng nè. Ui, cái này cấp 125 mới mở à. Cái này giúp cho chúng ta đào vàng. Đấy, cái chiến tích là cái dưới cùng anh em thấy không? Ở dưới nó có ghi là 1 triệu nhân cho 300 gì đó. Đó. Ngoài ra thì còn 5 bộ trang bị 110 với lại V Gold nè. Rồi rất là nhiều đồ khác nữa. Bây giờ mình sẽ bây giờ mở túi đồ trước đã. Chuẩn bị túi để nhận cái quà đó. Ok, các bạn sẽ vào, các bạn mở hết ô này. Đó, mở sẵn đi anh em, vàng người ta không thiếu. Mở cái này thì rất là cần thiết luôn. Đó, giờ nhận quất quà đầu tiên nha. Chúng ta chỉ được nhận một quất quà đầu tiên thôi, còn những quất quà thứ hai trở lên thì chúng ta không được. Các bạn phải nạp tiền mới được. Và hình như mình nghe nói là muốn nhận hết cái này, muốn nhận hết cái này hình như các bạn mới nào tầm 6 triệu hay 3 triệu gì đó, mình không nhớ nữa. Mà bữa các bạn kia nói với mình mà mình quên mất rồi, 3 triệu hay là 6 triệu gì đó. Ok, rồi lát nữa mình sẽ giới thiệu với cái phần quà của này sau. Bây giờ mình sẽ vào xem mình nhận được những gì đã anh em. Đây là vui vẻ online nè. Đó, chiến tích nha anh em, này là chiến tích hay sao nè. À ngoài đây chiến tích nè anh em, đây hình dạng của chiến tích giống như cái huân chương đó anh em, các bạn có thể thấy ở đây. Đó, giờ mình giữ dùng vàng để mình nhận tất cả cái chỗ này, không biết được không ha. Ý, được cái mảnh ông Alizavelo nè, khá ngon. Rồi giờ dẫn tất cả có được không nha? Được luôn anh em, quá ngon.
Rồi, đây là quà online. Tiếp theo là quà online. Quà online không biết có gì ngon hay không đây. Ui cái gì đây? Ui, ngày 6 ngày 7 mất tiêu rồi anh em. What the hell? Ngày 6 ngày 7 không có gì hết vậy. Đây là túi quà bình thường thôi. Đây là giống như đại chiến nhiệm vụ thế nha. Đù có luôn, ghê thiệt. Quá gắt anh em. Đây là quỷ hải tặc nhưng mà chắc là mua không được đâu anh em. À. Đâu mua không được anh em. Mua không được đâu nha anh em. Còn này là gì đây? Cái này chỉ như kiểu rút thăm, không có gì đặc biệt. Đây là phúc lợi nha anh em. Phúc lợi đồ rất là cùi luôn. Có cái đồng vàng hình con khỉ nè. Chán thiệt. Lạnh luôn đi. Đó. Đây là hoạt động cây thông. Hoạt động cây thông này thì chắc là kiểu tích lũy với cái tức Noel phải không? Không có luôn. Hoạt động này chưa vỡ. Chưa vỡ mà cũng hiện ra nữa. Chán thiệt. Hoạt động này hoạt động gì đây? Hoạt động này mình không biết xài đâu. Này cho như mua đồ hay sao á. Ok. Ok. À đây là đổi thưởng. Thì cái hoạt động đổi thưởng này chủ yếu chúng ta là đổi lấy chiến tích thôi. Chiến tích khá là quan trọng anh em. Đây. Mấy cái đồng vàng này đổi lấy mấy cái trắc quỷ của thần của thiết gì đây anh em. Và mình nghe nói thì đợt này trong đổi thưởng này có rất là nhiều cái lạ luôn. Nhưng mà đang lắc quá. Phải đợi hết lắc mình mới xem được. Ok. Đây là vòng quay may mắn nhưng mà cách 150 mới xài được. Đây đầu vàng thì cấp 125 là sao ta? Mình nhớ đợt trước là mới vô nó cho đầu vàng mà ta. Cái gì lạ nhỉ? Khá là khó hiểu. Không cho đầu vàng à? Mục đích của cái web này là vào để đào vàng kiếm đồ mà bây giờ nó không cho đào vàng là sao? Để mình thử đi làm một nhiệm vụ coi sao. Thử nó cho chưa? Ok. Hiện tại mình đã lên cấp 2 rồi anh em. Đây. Đó, lên cấp 2 liền. Ngon lành cành đào liền anh em. Đây là web Trung Quốc cho anh em. Web rất là phê luôn. Thực sự là web rất là phê luôn. Ok, hiện tại nó vẫn chưa cho anh em ơi. Nó ghi là yêu cầu cấp 125. Bây giờ không biết làm sao để lên cấp luôn. Những cái đồ mình nhận được thì sẽ có với cái bộ trang bị 110 này. Cái túi này thì lắc. Giờ mình sẽ mở cho anh em xem nó được những gì nha. Đây, chúng ta sẽ đến trang 3. Đây, mở ra nè. Đó. Trời, đây là cái gì đây? Giống như kiểu báu vật á anh em. Nhưng mà biết phải hay không? Nhìn hệ số khá là ngon. Như kiểu thời trang ấy. Cái này chắc là thời trang. Mình nghĩ là thời trang anh em. Nó hợp với thời trang hơn. Báu vật thì nó phải có những cái chỗ để tẩy. Còn này thời trang rồi. Ok, ngoài ra thì các bạn sẽ nhận được cái gì đây? Cái này là cái cục gì đây? Cục này là cục gì đây? Mở được nè anh em. Đô, không biết là được cái gì nhưng mà nó mất tiêu luôn rồi. Này là một cái thời trang. Một thời trang khá là mạnh đó anh em. Wow. Tiếc là chưa trang bị được, mình chưa mở được hệ thống đồng đội. Này là một cái túi vàng cùi bắp thôi. Mở ra được 10 vàng, 50 vàng, mở đơ luôn rồi. Này là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn để huyết dùng để làm gì đây? Đây là giống như kiểu mạnh dấu ấn chính phủ để chiêu mộ Đông Vinh Gâu nha. Ô, vỡ được luôn nè. Ô, không vỡ. À, nó chắc chưa đủ cấp. 125. Để chiêu mộ sao đó đem. Một mạnh chắc là mạnh của Alizebelo gì đây nè. Alizebelo. Này chưa đủ quá. 100 mạnh mới lên được anh em. Khá là nhiều. Ok. Ngoài ra thì có cái này, đây là gọi là chiến tích như mình nói, như là hình hương chương đó anh em. Đó. Ui, đây một đống nữa nè. Rất là nhiều luôn. Hồi nãy như cái chỗ này là 10 thôi, mình vừa bỏ được 300 cái nó cộng vô đây. Đây là con bay mát đúng không? Bay mát này Vego. Thời trang cừu bắp nè. Không biết thời trang cừu bắp không? Đây là chiếc xe cẩu hay là xe gì chopper nè. Mình không nhớ tên. Mình không nhớ rõ tên là gì, mình chỉ biết là xe gì đó chopper thôi. Máy xúc hay máy cẩu gì đó. Ok, bên trong một thì cũng vậy. Thế vậy là hiện tại là không có gì đặc biệt anh em. Đầu vàng thì nó không cho đầu vàng. Rồi, mình sẽ để lên cái phần mô tả. Anh em nào muốn chơi thì anh em có thể truy cập vào chơi nha. Wow, cái này là nạp tiền nè. Rồi mình xem lại cái chỗ này coi. Cái hộp cuối cùng này chắc là khá là ngon, có rất là nhiều thần thạch luôn. Và bộ trang bị này, bộ trang bị 180. 9999 cái trái này. Một con người máy chấp bờ hả? Ông gáp mạnh dữ. Ông gáp mà vật công hoàng kim luôn, gần hoàng kim luôn anh em. Đây là Buget. Shirase vợ yêu mình cũng tham gia ở mọi mặt trận. Và đây là rau trắng. Rau trắng bố già. Ok. Đây là cái rương kế cuối. Có xe tóc đỏ. Ok. Rương này thì có NL chúa trời. Với lại Marco chim xanh. Này thì có Fujitora. Trời ơi, ông gáp này, ông gáp cùi nè anh em. Ông gáp cùi hệ số nè. Akenu với lại Aokiji.
Còn ông gáp nãy mà ông gáp mạnh vãi luôn. Ok, rau đen nè, rau đen cũng có luôn nè anh em. Rồi ok, đây ly, nói chung là rất là nhiều thứ ngon, có cả sao vô cùi bắp nữa nè. Hồi nãy sao vô ghê đâu rồi. Ôi hồi nãy mình thấy có sao vô ghê mà ta. Nó không có đâu rồi á. Ồ, chưa xem được đổi thưởng của ta. Đây đây đây, có xem được nè anh em. Đây chúng ta sẽ đổi cái thời trang này. Cái này là chiếc nón mũ rơm thì nó lại thành báu vật à. À không, cái này chắc là dành cho Luffy đó anh em. Wow, những viên bảo thạch. Ghê ghê ghê. Đây là những viên bảo thạch 7 sao mà nó mạnh ghê thiệt. Đây là những viên bảo thạch cũng là 7 sao luôn nhưng mà cộng tới 1.5% nè anh em. Ghê không? Bảo thạch hình ngôi sao năm cánh khá là đẹp. Wow, đây là bộ trang bị 195, vậy là thật. Đây là trang bị 190 nè. 90 và đẹp hơn 95 luôn đó nhỉ. Ui, chạy xe buýt cưỡi quá. Khá là nhiều đồ đây. Ui, đây là trang bị 196, vậy là trang bị 96, 196 mới đau lòng quá chứ. Rồi báu vật nè. Khá là nhiều báu vật. 1.6% luôn. Ủa, cái gì đây? Đây là cái trắc quỷ gì đây không? Trắc quỷ thiên thần à. Nhìn nó lóe sáng luôn. Vãi thật. Rồi mấy cái hộp này. Ồ, có cả Savo nè anh em. Ui, ui, Savo, đẳng cấp của Savo gì đây? Tam tam công là 3S cộng, full 3S cộng, còn tam tam phòng là full 2Y cộng. Adu, Savo gì đây? Mình vẫn không biết là Savo gì. Ui trời ơi, tao đi Ender là chúa trời, còn kia gớm nữa. Này có một cái ma công là 4S hoàng kim, và bên tam phòng là full 2Y cộng. Quá gắt. À, ghê thiệt anh em. Phải nói là siêu ghê luôn á. Ok. Anh em đừng hỏi vì sao mà nó ghê gớm vậy nha anh em. Nó rất là ghê gớm luôn. Ok. Rồi ok. Ai có thể chụp lại tấm hình làm kỷ niệm, coi như làm cái hình ngoài kia. Rồi. Đó, nói chung là web dạo này có rất là nhiều cái thay đổi nhưng mà không biết sao mình lại không đầu vàng được. Chắc là mình sẽ hỏi anh em xem sao. Thì có gì mình sẽ quay lại với series này. Rồi bây giờ thì thôi, chắc là kết thúc thôi. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe đăng ký kênh, cũng như là click vào quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Và anh em muốn chơi thì cứ truy cập vào link mình để dưới phần mô tả. Anh em chỉ việc nhấp vào và chơi thôi. Ok.